Chính chủ cần bán nhà 31m2, được xây mới 4 tầng, có hướng là hướng Tây Bắc tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có mặt đường trước nhà là ô tô có thể đậu được ở cửa. Đây là phía trước của ngôi nhà đây, chúng ta có thể thấy là nhà được xây dựng 4 tầng, xây mới 100%, rất là kiên cố. Cửa trước nhà được sử dụng là cửa 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, và ở phía bên trong đó là cửa gỗ kính. Đây chúng ta có thể thấy đây, toàn bộ đá ốp trước nhà là sử dụng là đá ốp granite cao cấp. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết ở phía bên trong từng tầng của ngôi nhà. Hiện tại là tôi đang đứng ở đây là đứng ở tầng 1. Tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp ở phía bên trong, một phòng khách ở phía bên ngoài. Đây chúng ta đang đứng ở đây là quan sát phòng khách và nhìn thẳng ra ngoài đường. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Đã có sẵn móc và dây điện để chúng ta có thể lắp quạt trần hay là lắp ba đèn chùm. Gạch ốp nát là sử dụng là gạch ốp nát 60-60 granite cao cấp. Đã có đầy đủ hết hệ thống dây mạng và dây cáp truyền hình. Đây là phía trong gian bếp của ngôi nhà. Đấy, toàn bộ là tủ bếp là được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp này được sử dụng là đá granite màu đen, rất là sạch và được ốp toàn bộ đây, đảm bảo cho khu bếp chúng ta rất là gọn gàng. Sen vòi và thiết bị là sử dụng là nhập khẩu Hàn Quốc. Ở tầng 1 thì sẽ có một nhà vệ sinh phụ. Đây là sử dụng là toàn bộ bệt và thiết bị vệ sinh của inox và có máy bơm nước tổng ở đây. Đấy, bơm nước sử dụng lên bồn để sử dụng toàn bộ ngôi nhà. Đây chúng ta có thể nhìn thấy qua đây, ngôi nhà được thiết kế rất là hiện đại. Đây, ở tầng 1 đây là chúng ta nhìn rất là thoáng và rộng. Nhà nằm ở trong khu vực đông dân cư, gần trường học, bệnh viện, gần chợ, gần ủy ban. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở phía bên trên tầng 2. Đấy thì chúng ta có thể thấy đây là phía cầu thang để đi lên. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Vách là sử dụng là bằng vách gỗ, nhìn rất là đẹp. Mặt bậc và cổ bậc là được ốp lát bằng đá granite hoa cương. Đây và ở phía bên trên tầng 2 chúng ta sẽ có thêm một cái ô cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy thoáng và lấy không khí. Ở trên tầng 2 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chúng ta có thể thấy nhà được thiết kế một phòng ngủ có cửa sổ mở ra phía ngoài đường để lấy ánh sáng và lấy không khí. Cửa thông phòng là sử dụng bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ gạch ốp nát là sử dụng là gạch vân gỗ, cho nên là khi chúng ta vào trong phòng là cảm giác nó rất là ấm cúng và sạch sẽ. Có đầy đủ hết hệ thống điện và hệ thống chờ để lắp điều hòa. Sau đây là mời mọi người tham quan nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, nhà vệ sinh của tầng 2 này được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, là sử dụng là gạch ốp lát là granite 30-60, rất là đẹp. Toàn bộ thiết bị vệ sinh là sử dụng là sen vòi nhập khẩu của Hàn Quốc, bồn cầu và lavabo là sử dụng của hãng inox. Chúng ta là sử dụng đèn lấy ánh sáng là đèn led và có quạt hút mùi và thông phòng. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở phía bên trên tầng 3. Thì tầng 3 và tầng 2 là sẽ có thiết kế tương tự như nhau. Đấy, chúng ta là sẽ bao gồm là một phòng ngủ chính và một nhà vệ sinh. Đây, anh em có thể thấy, mọi người có thể thấy đây là phòng ngủ đây. Phòng ngủ rất là rộng rãi và thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để ánh sáng và không khí rất là thoáng. Đây là nhà vệ sinh. Đấy thì nhà vệ sinh của tầng 3 và của tầng 2 là sẽ có thiết kế giống nhau. Tiếp theo mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế nó bao gồm là một phòng thờ,
Đây hiện tại đây này, chúng ta đang đứng ở đây là phòng thờ đây. Đây sẽ có cửa sổ và cửa chính là hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ hệ thống cửa là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa nhôm kính, cho nên là trong phòng lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Và phía bên ngoài đây là khu vực giặt đồ và sân phơi. Toàn bộ là đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện 100%. Chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đây là khu vực xung quanh này, toàn bộ đều là nhà cao tầng, khu vực dân trí cao. Đấy. Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 31m2, được xây mới 100% và xây 4 tầng. Thiết kế là bao gồm là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Có hướng là hướng Tây Bắc. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.850.000.000. Hỗ trợ anh em toàn bộ chi phí sang tên, hỗ trợ mọi người toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu cần mua nhà hoặc là tư vấn thêm, xin liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc số Vina 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video.